Theo công bố của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 5 tháng đầu năm nay, khối lượng xuất khẩu gạo ước tính đạt 739.000 tấn, tương đương trị giá 314 triệu đô la Mỹ. Như vậy là xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm nay của Việt Nam giảm mạnh về trị giá và khối lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Philippines vẫn là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam khi chiếm gần 36% thị phần trong 4 tháng đầu năm. Một số thị trường có chỉ số xuất khẩu gạo tăng mạnh là Angola, Hồng Kông, Bờ Biển Nga và Nga. Theo đánh giá của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, giá trị xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm giảm do trên thị trường thế giới giá gạo diễn biến giảm. Trong đó giá gạo Ấn Độ và Thái Lan đều ở mức thấp do nhu cầu tiêu thụ không nhiều và thị trường được dự đoán sẽ không có giao dịch lớn trong ngắn hạn. Trong khi đó, tại thị trường trong nước, giá lúa gạo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ổn định trong tháng qua. Dự báo giá lúa gạo trong nước có thể giảm trong tháng tới do thu hoạch vụ hè thu khiến nguồn cung gia tăng.